Hello, xin chào tất cả mấy anh em YouTube nha. Thì hôm nay mình lại làm một cái video ngắn mình chia sẻ với anh em. Thì cái video hôm nay mình nghĩ có thể là một cái video trong cái đợt dịch này thì mình không biết mình có thể ra được video nữa hay không. Tại vì anh em cũng biết rồi đó, nó rất là căng luôn anh em ơi. Tại vì hồi sáng này mình chạy nhà lên trên tiệm thì mình bị chặn đường. Người ta lập chốt, người ta chặn đường cho nên là mình không có qua được. Mình phải xin mới qua được. Thì chỉ là ngày hôm nay mình lên được tiệm thôi. Còn ngày mai thì mình cũng bó tay luôn. Thì trên công ty thì mình có lấy được một cái tờ giấy mà mình làm việc trong công ty anh em, để mà mình có thể mình qua được mấy cái chốt, tại vì nó ưu tiên cho công nhân này kia mà làm việc ở những cái khu vực, ở những cái nơi mà làm việc nó cần thiết anh em. Thì đây nè, nhà máy sản xuất lúa gạo nè đó. Thì cái tờ giấy này chỉ có tác dụng ngày hôm nay thôi. Tại vì hôm nay nó cần cái giấy này mà mình không có giấy mình xin mới qua được. Mà ngày mai thì nó lại ra cái chỉ thị mới rồi là ba tại chỗ thì mình không biết còn xin được hay không. Nhưng mà hôm nay mình cũng ráng cố gắng mình làm một cái video. Với lại mình giao cho anh em một số cái đơn hàng mà anh em đã đặt của mình. Có bạn thì chuyển khoản rồi, nó cho nên là mình sẽ cố gắng mình gửi cho anh em. Thì một tí nữa mình phải đi gửi cái hộp insulin này cho một ông chú ở gần đây. Thì nói chung là bây giờ mà ra ngoài đường mà không có lý do chính đáng cũng bị phạt 2 triệu nha anh em. Rất là căng thẳng luôn. Nếu mà xách hộp sữa này mà ra ngoài đường mà nói là đi giao sữa là coi như là ăn cám luôn á. Mình phải đi giao mà dạng như đi, giống như đi ăn trộm anh em. Rất là khổ luôn. Bây giờ nó tình hình nó không còn được thoải mái như lúc trước nữa thì mình cũng phải chịu. Thì bạn này thì bạn đã đặt ISO HD, vị sô-cô-la với lại cái thùng yến mạch. Còn bạn này thì bạn đã đặt, bạn này bạn mua lẻ 30 muỗng muỗng R1 vị bạc vị vị cà phê. Thì bữa giờ mình khui mấy hộp nữa mình bán lẻ anh em. Đây nè, vị cà phê hộp này hộp mới khui luôn. Hộp kia mình khui thì đã bán hết rồi. Còn cái này thì mình sẽ đổ cái này, đổ 30 muỗng vào trong cái hũ ISO HD này. Thì cái này hôm bữa mình đựng retin nó còn dính chút xíu ở dưới này nè. Thì một tí mình đổ này ra rồi mình bỏ 30 muỗng vào trong cái hũ này để mình giao cho anh em. Thì nói chung là trong cái đợt dịch này thì mình cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ mình cho tới ngày hôm nay. Thì mình sẽ cố gắng hết sức để mà mình có thể giao hàng được cho anh em. Thì được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Còn ngày mai ngày mốt thì mình cũng không biết sao nữa. Với lại bây giờ nhập hàng là thua, không thể nào nhập hàng được rồi đó anh em. Chỉ còn bán được cái gì thì bán thôi. Còn ngày mai thì mình cũng không biết sao nó mai thì mình cũng không thể nào mà mình dám chắc là có thể lên trên này được. Thì thôi, xin cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Để qua dịch rồi bắt đầu mình lại làm lại từ đầu thôi. Thì hy vọng là trong cái đợt dịch này mình còn gặp lại anh em ở trong những cái video mà mình có thể mình làm được. Thì tại vì dịch thì cũng không có cái gì mà mình quay video hết. Thì mình chỉ làm cái video ngắn mình chia sẻ với anh em chút xíu đôi điều như vậy nha. Cảm ơn anh em đã xem cái video của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hẹn mọi người vào những cái video sau. Bye bye nha. Mình hẹn anh em vào một cái video gần nhất. Xin tạm biệt mọi người nha.